Từ ngàn đời nay, trầm hương được xem như là một loại thảo mộc quý hiếm. Vì trầm hương được tạo thành bởi thiên nhiên nên có tác dụng tránh gió trừ tà, mang lại may mắn cho chủ nhân. Ngoài ra, trầm cũng làm thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng và mang tới một giấc ngủ sâu. Ngoài ra, trầm cũng được chế biến thành những món trang sức lộng lẫy, đắt tiền và đẳng cấp. Trầm hương Nguyễn Agarwood Jewelry chuyên cung cấp trầm thật, bảo đảm uy tín 100%. Chúng tôi có thương hiệu tại Mỹ trên 9 năm và tại Việt Nam trên 30 năm, sẽ mang tới những món trầm thật cho quý vị. 7145889989. Khánh Hoàng xin lên ái kính chào tất cả quý vị khán giả của Vietface TV. Một lần nữa chúng tôi xin trở lại với chương trình của công ty Trầm Hương Nguyễn. Kính thưa quý vị, công ty Trầm Hương Nguyễn là một công ty chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại trầm hương, một loại thảo mộc mà rất nhiều người tin dùng. Với một câu châm ngôn mà chắc chắn quý vị khán giả yêu mến trầm hương cũng đã nghe chúng tôi lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, đó là trầm hương Nguyễn, sức khỏe, may mắn và đẳng cấp của bạn. Với 9 năm phục vụ quý vị khán giả ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã cung cấp rất là nhiều những loại sản phẩm trầm hương thật đến cho tất cả quý vị. Và bây giờ chúng tôi một lần nữa xin được hân hạnh giới thiệu tới quý vị đại diện cho công ty Trầm Hương Nguyễn, đó là cô Hương Nguyễn. Chào Hương Nguyễn. Chào anh Khánh Hoàng. Hương Nguyễn xin chào tất cả anh chị em cô chú đang xem chương trình Đại Việt Face TV và Trầm Hương Nguyễn Show. Hôm nay thì Hương Nguyễn lên đây với mục đích là cũng quảng bá những cái sản phẩm mà có trong ngày hôm nay. Và quý vị ơi, mình đừng đi đâu hết nha, đừng rời khỏi màn hình, để sau khi cuối cái chương trình này là công ty Trầm Nguyễn đều có một cái món quà tặng cho một vị khách mời duy nhất, đặc biệt nhất mà gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất. Và bây giờ thì Hương Nguyễn xin nói một chút xíu về một cái show ca nhạc cho nam ca sĩ Đan Nguyên, trước đây và hiện tại vẫn đang là đại sứ thương hiệu độc quyền cho công ty Trầm Hương Nguyễn. Em có một cái show ở OC này, Đêm Huyền Thoại, rất là hay để gửi đến anh chị em cô chú xem một cái chương trình này rất là đặc biệt. Đúng là một cái đêm huyền thoại, bởi vì Khánh Hoàng nhìn thấy là trong cái poster là rất nhiều những ca sĩ nổi tiếng, không? Ngoài gương mặt đại sứ thương hiệu của công ty Trầm Hương Nguyễn, đó là ca sĩ Đan Nguyên ra, thì Khánh Hoàng nhìn thấy có Lâm Nhật Tiến, có Lam Trường, có Thanh Thảo, có Minh Tuyết, có Mai Thiên Vân, có Hà Thanh Xuân, có Lam Anh, và cặp vợ chồng tỷ phú hát rất là hay, rất là yêu văn hóa nghệ thuật của người Việt Nam, đó là Gerard William và Bích Tuyền. Đặc biệt là có sự xuất hiện của Jonathan Dương, là con trai của vũ sư Quốc Dương. Và đặc biệt hơn nữa đó là sự xuất hiện của hai cây hài trong vai trò MC, đó là Hoài Tâm và Hồng Đào. Đúng không? Dạ, và có thêm là anh MC Đức Tiến nữa. Dạ, cũng có góp mặt trong cái chương trình này. Và cả nhà mình ơi, gọi cho Hương Nguyễn sớm nhất để xem cái chương trình Đêm Huyền Thoại, chỉ một đêm duy nhất tại OC mình đây, vào ngày 8 tây tháng 9. Số phone của Hương Nguyễn để đặt vé là 7145889989. Và hiện tại cái đêm huyền thoại này cũng đã bán coi như là hơn một nửa số vé rồi. Chỉ còn lại những số vé còn lại thì cả nhà mình ai muốn đi xem cái chương trình này thì gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất 7145889989. Và Khánh Hoàng cũng xin nói thêm cái chuyện bên lề đó quý vị, đó là công ty Trầm Hương Nguyễn thì theo dự định là mỗi năm là sẽ tổ chức một cái chương trình để mà tri ân khách hàng và mời các anh chị em, các nghệ sĩ lại hát một đêm cho khách hàng của mình nghe và thưởng thức. Nhưng mà năm nay thì vì lý do nào đó Trầm Hương Nguyễn không quyết định làm năm nay. Đó là lý do vì sao mà Đan Nguyên quyết định làm cái show cho riêng mình. Đúng rồi. Và đặt cái tên là Đêm Huyền Thoại vào ngày 8 tây tháng 9 sắp tới quý vị nhé. Quý vị gọi cho Hương Nguyễn để có chỗ ngồi sớm nhất, tốt nhất và gần nhất để cho quý vị có thể thưởng thức chương trình trọn vẹn. Và chương trình sẽ được diễn ra tại QD Venue, là một nơi Khánh Hoàng nghĩ rằng là một nơi rất là khang trang, rất rộng rãi để cho quý vị có thể nghe nhạc, rồi quý vị có thể khiêu vũ và quý vị có thể nhìn ngắm và thưởng thức những cái phần trình diễn của các thần tượng mà quý vị yêu thích, đặc biệt là khuôn mặt đại sứ thương hiệu của công ty Trầm Hương Nguyễn, đó là Hot Boy Đan Nguyên. Và cái chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Cường Ngô, được dàn dựng bởi đạo diễn Cường Ngô, là từ âm thanh đến ánh sáng và tất cả mọi thứ là anh Cường sẽ là người theo sát những cái quá trình trong cái show này. Cho nên là sẽ đem đến một đêm cho cả nhà mình là đúng là đêm huyền thoại luôn đó, và một đêm duy nhất tại OC mình. Gọi cho Nguyễn sớm nhất để có chiếc vé mà chỗ ngồi tốt nhất nha, 7145889989. Và bây giờ thì Hương Nguyễn và anh Khánh Hoàng sẽ bắt đầu vào cái những cái sản phẩm trầm hương. Rồi,
cái sản phẩm đầu tiên thì Khánh Hoàng nhìn thấy thôi là Khánh Hoàng cảm thấy thích rồi. Dạ. Nhưng mà cái giá thì cũng hơi căng căng. Dạ. Nhưng mà quý vị yêu mến Trầm Hương thì quý vị sẽ cảm thấy rằng nó rất là đúng và rất là giá trị, bởi vì đây là Trầm Hương thực 100%. Rồi, trên màn hình quý vị đang nhìn thấy đó là trầm núi rừng mọc tự nhiên, vòng đeo tay hạt 12 ly. Và cái vòng hạt 12 ly này là dành cho cả nam lẫn nữ, loại VIV, loại quý hiếm, giá là 7.800 đô cho cái loại trầm VIV hạt 12 ly này. Và cái loại hạt 12 ly này cho cái trầm núi rừng mọc tự nhiên mà loại 600 mấy chục đô, và loại 1.000 mấy, loại 3.000 mấy công ty Trầm Nguyễn vẫn có nha quý vị nha. Còn cái loại VIP này thì nó rất là mắc và nó rất là đặc biệt và nó cũng cực kỳ quý hiếm, cho nên cái giá thành của nó cũng hơi cao. Nhưng mà nếu anh chị em nào mà đã từng sử dụng trầm và hiểu về trầm hương và cái trầm núi rừng mọc tự nhiên, trầm zin 100% không có tạp chất và hóa chất và trầm thật 100% thì cái giá trị của nó không hề rẻ. Và trên màn hình quý vị nhìn thấy đó là giá là 7.800 đô cho cái vòng đeo tay hạt 12 ly dành cho cả nam lẫn nữ. Vâng, tiếp theo là trầm núi rừng mọc tự nhiên chuỗi 108 hạt 6 ly. Dạ, trên màn hình quý vị đó là trầm núi rừng mọc tự nhiên chuỗi 108 hạt 6 ly mix với lại cham hoa sen vàng 24k và bi vàng 18k và cham ngọc hòa điền. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ đều được. Và những cái cham ngọc hòa điền này là mệnh nào đeo cũng được nha quý vị, không có kỵ mệnh nha, mệnh nào đeo cũng được hết. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ cũng rất là đẹp luôn. Và trầm này là loại tầm hàng chung, mình đeo nó sẽ đậm màu và nó lên dầu bóng rất là đẹp luôn. Giá là 3.200 đô cho cái trầm núi rừng mọc tự nhiên chuỗi 108 này. Tiếp theo là trầm núi rừng mọc tự nhiên vòng đeo tay nữ. Dạ. Dành cho nữ đúng không em? Dạ đúng rồi. Trên màn hình quý vị đó là trầm núi rừng mọc tự nhiên vòng đeo tay dành cho nữ, mà loại trầm này cũng là loại trầm VIV luôn. Mix với lại trầm hoa sen vàng 24k và bi vàng 18k. Giá là 2.800 đô. Giá là 2.800 đô cho cái vòng núi rừng mọc tự nhiên hạt 8 ly này. Và tiếp theo đó là trầm trồng, yeah, đúng không? Trầm đúng trồng rồi. Là trồng, trồng do con người trồng cấy, đúng yeah. Rồi. Đúng rồi, tiếp theo trên màn hình quý vị đó là trầm hương do con người trồng cấy. Thì cái loại trầm hương do con người trồng cấy này thì cái giá thành của nó sẽ thấp hơn những cái trầm núi rừng mọc tự nhiên, nhưng nó vẫn là trầm thật 100%, nhưng mà cái mùi của nó sẽ nhẹ hơn cái trầm núi rừng mọc tự nhiên một chút. Trên màn hình quý vị đó là trầm hương do con người trồng cấy hạt 14 ly mix với lại đá mắt khổ đỏ, giá là 360 đô. 360 đô mix với lại đá mắt khổ đỏ. Đá mắt khổ đỏ là hợp với lại người mệnh hỏa và mệnh thổ. Và sản phẩm tiếp theo cũng là một sản phẩm trầm trồng nha quý vị. Dạ, và trên màn hình quý vị đang nhìn thấy đó là chuỗi 108 hạt 6 ly trầm hương do con người trồng cấy, mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc có thể bung ra làm sợi dây chuyền đeo cổ cũng rất là đẹp luôn. Mix với lại cham bạc 925, giá là 350 đô. Và cái cham bạc 925 này hợp với lại người mệnh thủy và mệnh mộc, vì là thủy sinh mộc. Và cả nhà mình ơi, sau những cái mẫu sản phẩm này thì công ty Trầm Hương Nguyễn có những cái nhang trầm, bột trầm cũng giống như nụ trầm thường xuyên giới thiệu những cái show trước đây. Nhang trầm thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn có 4 loại là 59, 85, 110, loại VIV loại mắc nhất là 135. Dạ. Và nhang này là nhang không tiêm nha, nó sẽ thanh lọc không khí và nó tốt cho phổi và nó khử những cái mùi ẩm mốc trong nhà. Và sau mỗi một cái chương trình như thế này thì công ty Trầm Hương Nguyễn có một cái gift quà tặng cho quý vị khán giả mà xem trên đài Việt Face TV. Với một cái gift card là 100 đô gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất là 714-588-9989. Gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất để được nhận cái gift card 100 đô mua sản phẩm trị giá 1.000 đô trở lên nha. Dạ, mua cái 100 đô đó là mình được trừ vào với cái sản phẩm là trị giá 1.000 đô trở lên. Còn nếu như quý vị vô tại Mo Phước Lộc Thọ công ty Trầm Hương Nguyễn mua, hay là công ty Trầm Hương Nguyễn ở 188 Nguyễn Văn Phò Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn mua, vẫn là đúng giá niêm yết, không có bớt, cũng không có tặng luôn. Chỉ có trên chương trình Đài Việt Face TV này thì công ty Trầm Hương Nguyễn có tặng gift card 100 đô cho một cái sản phẩm trị giá 1.000 đô. Và sau đây thì xin mời quý vị xem những cái review của nam ca sĩ cũng giống như là nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng, vì là em ấy đã từng sử dụng trầm hương bên công ty Trầm Hương Nguyễn và em ấy có một chút lời chia sẻ về cái sản phẩm trầm hương từ công ty Trầm Hương Nguyễn. Thank you.
Khách hàng biết đến công ty Trầm Hương Nguyễn là do chị Trầm Hương đã mời anh chị em nghệ sĩ đến dự buổi khai trương showroom của công ty Trầm Hương ở California. Thì tới ngày hôm đó Hương mới biết là Trầm Hương mà ở núi rừng mọc tự nhiên á, thì có thể đem lại sức khỏe và may mắn cho người sở hữu. Cái Hương mới thấy wow, sao mà nó vì diệu vậy. Thì từ ngày đó Hương mới bắt đầu là để ý và nghiên cứu về Trầm Hương. Thì sau khi mà Hương sở hữu được một chiếc này nữa quý vị, thì là cái mùi thơm của nó Hương rất là thích. Hương cứ hay cứ phải thử như này, đi đâu Hương cũng mang theo để mà thử như này. Và cái bản thân Hương mà cảm nhận á, thì là cái mùi hương này có thể giúp Hương giải stress. Có mỗi lần mà ví dụ như Hương viết nhạc hay là cái gì đó mà bí lời hay là cái gì đó mà nó khó thì Hương cứ ngồi cái Hương có một thói quen là Hương hay hửi như này, thì nó giải stress thật quý vị. Nó thoải mái lắm. Hoặc là những cái lúc mà Hương thiền á, Hương ngồi yên bất động á, thì là cái mùi hương nó cứ thoang thoảng lên rất là dễ chịu. Cho nên là Hương rất là thích. Và khi mà mình biết được là nó có thể đem lại may mắn và sức khỏe thì càng quý hơn nữa, đi đâu mình cũng mang theo với một cái kiểu như là một cái niềm tin tâm linh đó rất là lớn. Và quý vị biết không, là khi mà Khánh Hưng sở hữu cái dây này cũng là cái lúc mà Hưng chuẩn bị về Việt Nam quay lại showbiz. Thì có thể là không biết là do là trùng hợp hay là nó may mắn theo cái niềm tin của mình thật, thì là khi mà Hưng về Việt Nam, Hưng đi đặt nhạc. Hưng tìm người, các bạn ca sĩ trẻ để mà hát song ca, rồi nói chung là tất cả những cái việc mà Hưng muốn thì nó đều xảy ra như ý mình và nó rất là trơn tru. Cho nên là Hưng thấy là cái sự mà người ta nói là đeo sở hữu một sợi trầm mà đem lại may mắn cho mình, thì với cá nhân Hưng thì Hưng cảm thấy là nó xảy ra thật quý vị. Mà quý vị biết không, là chị Trầm Hương chỉ có nói với Hưng là công ty Trầm Hương Nguyễn á, là bảo đảm 100% là bán Trầm Hương thật đó. Với những cái người mà newbie, những người mới như Hưng, thì khi mà nghe được bảo đảm như vậy á, và chị nói là có thể bao đi test ở mọi nơi coi là trầm thật hay trầm giả đó, thì khi mà mình nghe được cái lời mà bảo đảm như vậy thì Hưng rất là yên tâm để mà ủng hộ hàng của Trầm Hương Nguyễn. Và theo Hưng thấy thì nếu mà quý vị có nhu cầu đến Trầm Hương thì công ty Trầm Hương chỉ có hai chi nhánh là ở California một cái và ở Sài Gòn một cái, thì tốt nhất là mình nên gọi trực tiếp vào số điện thoại để mà không có tránh tình trạng là mình sẽ mua lầm và đồ giả ở những cái cửa hàng có thể là giả tên Trầm Hương. Cho nên là sẽ có số điện thoại ở trên đây để quý vị có thể gọi vào nha. Quý vị ở hải ngoại thì có showroom ở California, còn ở Việt Nam thì có showroom ở Sài Gòn. Vâng, kính thưa quý vị, đó là lời chia sẻ của nam ca nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng. Như quý vị biết là công ty Trầm Hương Nguyễn đã được thành lập ở tại Hoa Kỳ này hơn 9 năm đúng không em? Dạ. Hơn 9 năm đã phục vụ rất nhiều quý vị khách hàng của mình. Và bên cạnh đó, rất nhiều các anh chị em ca nghệ sĩ cũng đã tới nơi này, cũng đã tin dùng và sử dụng những cái món Trầm Hương. Đặc biệt là trong tuần vừa rồi thì chúng ta thấy là sự chia sẻ của Myra Trần, một giọng ca rất là trẻ, rất là mới, Lady May, sau khi em đã tin dùng những sản phẩm của Trầm Hương Nguyễn thì em đã gặp rất nhiều sự may mắn trong cuộc thi The Masked Singer. Và vừa rồi đó là nam ca nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng, sau khi sử dụng Trầm Hương thì cũng đã có sự tiến bộ rất là nhiều. Sau một thời gian dài ở tại Hoa Kỳ thì cũng cảm thấy là hơi bị chật vật với công nghệ công việc của mình đúng không em? Dạ. Nhưng mà sau đó thì Phạm Khánh Hưng quay trở lại với lại Việt Nam thì em đó đã bùng nổ trở lại như ngày xưa. Dạ, và em ấy đã sử dụng cái sản phẩm của công ty Trầm Hương Nguyễn, cũng giống như là từ cái sản phẩm đeo cho tới nhang trầm là em ấy đã sử dụng rất là nhiều.
Và nếu mà quý vị ở những tiểu bang xa, quý vị có thể gọi trực tiếp cho Hương Nguyễn để hiểu rõ hơn về trầm hương như thế nào. Còn nếu mà quý vị ở ngay tại quận Cam thì quý vị đừng ngần ngại, hãy đến với Phước Lộc Thọ. Mall Phước Lộc Thọ thì ở khúc nào em? Dạ, công ty Trầm Hương Nguyễn nằm trong Mall Phước Lộc Thọ. Từ cửa sau đi vào cái ngõ quẹo đầu tiên, cách 2 căn là tới tiệm Trầm Hương Nguyễn ngay. Ở unit là 146, mở cửa tất cả các ngày trong tuần, chỉ đóng cửa vào ngày thứ hai. Và đến đây thì Khánh Hoàng thấy là có rất nhiều những món trầm hương để cho tất cả quý vị lựa chọn. Khi mà Khánh Hoàng bước vào trong tiệm thôi thì Khánh Hoàng đã cảm nhận được là mùi trầm hương rất là thơm, rất là nồng, mà chúng ta có thể nhìn những cái sản phẩm bằng chính tay, chính mắt của mình, và có thể hỏi trực tiếp Hương Nguyễn là cái cách sử dụng như thế nào, rồi bảo quản ra sao, và giá trị của từng món trầm hương như thế nào. Thì Hương Nguyễn và các nhân viên của công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ giúp đỡ cho quý vị từ A to Z, bảo đảm quý vị sẽ an tâm. Bởi vì quý vị đeo vào những món trầm thật thì quý vị sẽ được sức khỏe, được may mắn, và quý vị sẽ thấy được đẳng cấp của mình lên một cái bậc cao hơn. Đúng dạ, không Hương Nguyễn? Dạ. Đến đây thì chương trình của công ty Trầm Hương Nguyễn xin tạm dừng. Một lần nữa xin cảm ơn Hương Nguyễn rất là nhiều. Và chúng tôi xin nhắc lại là một quý vị khán giả duy nhất gọi vào cho chúng tôi ngay sau chương trình này thì quý vị sẽ được 100 đồng gift card. Nếu mà quý vị mua 1.000 đồng trở lên, đúng không? Rồi, dạ. Cho nên quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ qua số điện thoại là 714-588-9989. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị và tặng cho quý vị cái món gift card 100 đồng quý vị nhé. Còn đến đây thì Khánh Hoàng và Hương Nguyễn xin chào tạm biệt quý vị, và vẫn với câu slogan quen thuộc sức khỏe, may mắn và đẳng cấp của bạn, đó là câu kết cho chương trình của công ty Trầm Hương Nguyễn. Một lần nữa Khánh Hoàng và Hương Nguyễn xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Từ ngàn đời nay, trầm hương được xem như là một loại thảo mộc quý hiếm. Vì trầm hương được tạo thành bởi thiên nhiên nên có tác dụng tránh gió trừ tà, mang lại may mắn cho chủ nhân. Ngoài ra, trầm cũng làm thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng và mang tới một giấc ngủ sâu. Ngoài ra, trầm cũng được chế biến thành những món trang sức lộng lẫy, đắt tiền và đẳng cấp. Trầm Hương Nguyễn Agarwood Jewelry chuyên cung cấp trầm thật, bảo đảm uy tín 100%. Chúng tôi có thương hiệu tại Mỹ trên 9 năm và tại Việt Nam trên 30 năm, sẽ mang tới những món trầm thật cho quý vị. 714-588-9989.